Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mứt xoài dẻo nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình là những quả xoài nhé, không cần chín các bạn nhé. Các bạn cần lấy xoài xanh nhé, hoặc là hơi ương ương cũng được các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi gọt vỏ đi các bạn ạ. Các bạn gọt vỏ cho mình nhé. Các bạn gọt vỏ nhé, sau đó mình sẽ thái miếng thì mình ngâm trong bát nước vôi trong các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình bát nước vôi trong nhé. Các bạn mà muốn ăn cả vỏ thì các bạn có thể để cả vỏ nhé. Không có thì các bạn nạo vỏ thì trông giống mình như thế này. Để mình làm mứt đi. Các bạn ạ, sau khi gọt xong thì bây giờ các bạn là tách hạt xoài cho mình nhé, để mình thái miếng các bạn nhé. Đây, có xoài như này thì mình sẽ tách như này. Thì xoài này là xoài Thái thì nó hơi hạt nó hơi nhỏ các bạn ạ. Bạn tách cho mình như thế. Đây này. Các bạn thái dài miếng xoài ra cho mình nhé. Đều và dài. Độ 1 cm đến 1,5 cm các bạn nhé. Rồi các bạn ngâm trong bát nước vôi trong cho mình luôn nhé. Tương tự với những quả khác cũng làm như vậy thôi. Đây các bạn cũng thái cho mình như thế nhé. Mình thái dài ra. Như vậy là mình đã được một bát xoài đấy các bạn. Đây các bạn, sau khi thái xong mình ngâm trong nước vôi trong này nhé. Các bạn ngâm cho mình từ 6 đến 7 tiếng nhé. Sau đó mình sẽ đi rửa để mình xên xong nhé. Đường xong, bây giờ các bạn cứ để cho mình ngâm nhé. Các bạn, sau khi mình ngâm xoài được 7 giờ các bạn nhé. Bây giờ các bạn vớt sạch cho mình nhé. Rồi các bạn đi rửa sạch cho mình, sau đó thì mình sẽ trần qua nước sôi nhé. Đây các bạn, xoài của mình khi mình đã ngâm 7 tiếng hồ với nước vôi trong ấy, miếng xoài của mình cứng và rắn nhé. Và bây giờ các bạn đun cho mình một nồi nước sôi thì sau đó các bạn sẽ đổ xoài vào để mình trần nhé. Đây các bạn, đun cho mình một nồi nước nhé. Chỉ cần nước sôi lên là các bạn cho xoài vào cho mình. Đây các bạn, khi nước sôi thì các bạn cho xoài vào mình trần nhé. Các bạn chỉ cần xoài cho mình đến lúc nước sôi trở lại ấy, là mình vớt ra luôn các bạn nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình một bát nước nhé, để mình hoặc là một ôm nước để mình vớt xoài ra nhé. Khi nào mình vớt ra luôn ôm nước đi các bạn ạ. Đây các bạn, khi xoài sôi trở lại như thế này nhé, thì các bạn cứ nêm ra ôm nước lạnh cho mình nhé. Các bạn có biết đây, mình cứ nêm ra.
Rồi các bạn đi rửa luôn cho mình nhé, cho sạch nhé. Sau đó mình sẽ ướp đường nhé. Đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái ôm nhé. Và khi xoài ráng nước thì các bạn cho nó vào cái ôm này cho mình nhé. Và các bạn cho đường để mình ướp nhé. Cứ 1 cân xoài thì các bạn cho mình 700g đường nhé. Tùy theo nhé, nếu mà các bạn muốn lượng đường bám vào xoài nhiều hơn ấy, thì các bạn có thể cho nhiều hơn nhé. Hoặc là các bạn chỉ cần 1 cân xoài 500g đường là được rồi. Các bạn trộn đều lên cho mình nhé. Rồi sau đó mình sẽ ướp lại để bao giờ xoài nó chảy nước ra, nó ngấm vào đường chảy nước ra và ngấm vào miếng xoài ấy. Thì lúc đó các bạn cho lên chảo và mình sẽ xin nhé. Như cách làm mứt xoài này cũng rất đơn giản thôi, cũng như các loại mứt khác thôi các bạn ạ. Mà nó lại dẻo dẻo ngon ngon của xoài, hương vị của xoài. Rồi các bạn để cho mình nhé, đến lúc nào đường tan chảy thì là mình sẽ ướp nhé. Đây các bạn, sau khi mình ướp đường được 2 giờ các bạn nhé, nó đã chảy ra nước như thế này rồi. Các bạn cho lên bếp các bạn xem cho mình nhé. Các bạn chỉ cần đun với nửa dừa thôi các bạn ạ, các bạn xem cho mình nhé. Cái mức xoài đây. Bắt đầu đường của mình trắng lại đấy các bạn ạ. Các bạn muốn cho bề mặt của miếng xoài của mình ấy, nó có lượng đường bám nhiều ấy, thì các bạn có thể cho nhiều đường thêm nhé. Nhưng mình chỉ cần lượng đường vừa phải thôi thì mình ăn ấy. Nếu mà để cho nó bám nhiều quá như thế thì nó ngọt quá, mà mình ăn không khi ăn ngọt quá mà. Vì xoài này là xoài Thái nó đã ngọt rồi các bạn ạ. Mình mà cho nhiều đường quá, ngọt quá thì ăn lại càng ngấy, không ngon. Thế các bạn, khi miếng xoài của mình như thế này là được rồi đấy. Các bạn không cần là cho khô quá nhé, khô quá ăn cũng không ngon. Mà mình chỉ cần vì mứt xoài này nó hơi dẻo một chút đấy thì nó ngon hơn nhé. Rồi, mình sẽ xem thêm một kèo nữa thôi. Thế các bạn, khi mứt xoài của mình xem được như thế này là được rồi các bạn nhé. Các bạn tắt bếp cho mình nhé. Mình để nguội cho một chút bức, sau đó mình sẽ cho ra đĩa là các bạn có thể dùng được hơn nhé. Rồi, thế này là được rồi. Bây giờ các bạn cho ra đĩa nhé. Lượng đường nó bám vào mặt miếng xoài như thế này là tương đối rồi các bạn ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái đĩa nhé, để mình gắp mứt xoài ra các bạn nhé. Là các bạn có thể thưởng thức thôi. Đấy, với cách làm mứt xoài thì rất đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần ngâm trong nước vôi cho mình từ 6 đến 8 tiếng nhé. Nước vôi trong các bạn ạ. Sau đó thì mình luộc qua đi rồi mình ướp với đường. Đến lúc nào đường tan thì các bạn cho lên bếp, các bạn xem là mình sẽ được một đĩa mứt xoài thôi. Với mứt xoài này các bạn mà để ngoài bình thường thì các bạn cũng có thể để được nửa tháng. Không có thì các bạn cất trong mát tủ lạnh nhé. Thì mình ăn được vài tháng sau mới hỏng được các bạn ạ. Đây, với cách làm này rất đơn giản và ngon. Các bạn có thể có ăn như đây, các bạn mình ăn thử đây. Sẵn mứt xoài này rất ngon các bạn. Như là miếng này ở sống mà nó còn ngon như này. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm mứt xoài đón Tết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé.
ẩm thực miền quê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.